ChatGPT đã gen ra các bước phải làm. Đầu tiên là cài Node.js này. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh lập trình của mình. Hôm nay chúng ta sẽ thử tạo một project Angular với ChatGPT hiện nay rất là nổi. Chúng ta hãy cùng thử sử dụng ChatGPT nhé. Chúng ta sẽ viết là tạo, tôi đã bật việt kỳ rồi, tạo Angular project to do list. Chúng ta sẽ tạo một ứng dụng danh sách. Rồi, đây ChatGPT đã gen ra các bước phải làm. Đầu tiên là cài Node.js này. Này chúng ta đã cài rồi. Sau đấy thì chúng ta sẽ chạy câu lệnh này. Đây, ta sẽ vào project này. Copy code này. Chúng ta sẽ thử làm xem nhé. Sao không copy được nhỉ? Tôi sẽ copy ở đây. Rồi. Chúng ta sẽ cùng thực hiện xem ChatGPT có mạnh thực sự như người ta đồn đoán hay không. Các bạn có thể thấy là ở bước này thì ChatGPT của chúng ta không hướng dẫn cụ thể. Chúng ta sẽ phải tự điền, tự nhắn. Nên là tôi mới bước khởi đầu này tôi đã thấy là ChatGPT không quá mạnh như nó dự đoán thôi. Nó cũng chỉ là copy paste xong rồi search dữ liệu rồi đưa ra cho chúng ta, và nó gen gen chữ cho chúng ta như kiểu là nó đang chat với chúng ta vậy. Thực ra là dữ liệu đó nó có sẵn rồi nhưng mà nó chạy từ từ, gen từ từ, trông như là một người đang chat vậy. Còn các bạn cũng thấy là nó không chi tiết cho chúng ta. Đây, tạo mới project mà không hướng dẫn cho chúng ta là tạo dâu tơi không, CSS như thế nào, không nói đến, khá khó khăn cho những ai mà thực sự là mới bắt đầu và chưa biết code. Và nói chung thì ChatGPT cũng tạm ổn. Các bạn có thể thấy là đây, nó hiển thị rất là đẹp, rất là bài bản và có khả năng là tôi là dùng ChatGPT free nên là mới dừng ở chỗ này thôi, không có nhiều thông tin lắm, không nhiều dòng lắm, chỉ có một giới hạn dòng cho chúng ta. Như vậy là project của chúng ta đã tạo xong, chúng ta hãy đến bước tiếp theo. Chúng ta sẽ generate một component này. Đây, như các bạn cũng có thể thấy là nó không nói đến việc CD vào trong. Đây cũng là một thiếu sót của con bot này. Thế mà trên mạng nhiều người cứ bảo là nó sẽ thay thế lập trình viên đây. Thay thế kiểu gì? Rất là sơ sài. Nếu mà dùng ChatGPT thay cho Google thì còn tạm được. Nói chung là chúng ta đỡ phải lướt nhiều chỗ để có cái kiến thức. Chúng ta thay ChatGPT bằng thay Google search bằng ChatGPT tìm ra kết quả nhanh hơn. Đây. Ok. Chúng ta đã tạo xong component này. Tiếp đến là cấu hình. Chúng ta sẽ mở folder chúng ta lên.
Ta sẽ tiếp tục làm theo hướng dẫn là chúng ta sẽ sửa file to do list.command.html. Sửa app to do list HTML. Chúng ta sẽ thay đoạn code này. Đây, nó cũng giải thích cho chúng ta luôn. For này. Thêm chức năng. Rồi, sẽ ghi là tiếp tục hướng dẫn đi. Rồi, sẽ tiếp tục gen cho chúng ta. Ta sẽ đến bước thêm chức năng tạo mới và chức năng xóa to-do. Chúng ta sẽ thêm đoạn code này vào. Ok, như vậy là so far so good. Tiếp tục chúng ta sẽ thêm ở button ở trên thêm ở đâu sẽ copy nguyên lại đi. Chỗ phần là list này nó cũng đã thay đổi code rồi, để sẽ copy lại. Ok. Bạn thấy có sai sai gì không? Rồi, tôi sẽ có nguyên cả TypeScript cho nó đỡ sai nhưng mà vẫn sai. Đấy. Đây. Bạn thấy là Ensemble Done Unknown này. Vì chúng ta đang thiếu thư viện rồi. Đây chúng ta phải thêm thư viện là binding dữ liệu này. Đấy các bạn có thể thấy là JavaScript xịn thì có xịn thật nhưng mà không hoàn hảo, và để thay thế coder thì không thay thế được. Đấy. Code mới 2-3 dòng mà đã lỗi nguyên này, không chạy tiếp được nữa. Chúng ta sẽ thử ng sơ xem. Lỗi luôn, chắc chắn. Đây là tổng kết lại là ChatGPT xì ke các bạn ạ. Đây, vì xong rồi lỗi ngay này. Chạy được đâu? Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở những bài học khóa học tiếp theo thôi. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.